Và các bạn thân mến, có được một làn da trắng sáng rạng rỡ không tì vết không chỉ tôn thêm vẻ đẹp của mỗi người mà còn phản ánh tình trạng sức khỏe của họ. Nhưng mọi người rất băn khoăn, ở lứa tuổi trung niên bắt đầu xuất hiện nám tàn nhang. Để giải tỏa những băn khoăn lo lắng đó, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phương pháp điều trị nám tàn nhang chỉ cần một lần duy nhất đang được áp dụng rất thành công tại thẩm mỹ Bích Nguyệt Luxury, số 7C Lê Đại Hành, Hà Nội. Trung tâm thẩm mỹ công nghệ cao Bích Nguyệt tự hào là đơn vị đi tiên phong trong việc ứng dụng các công nghệ hiện đại cho các dịch vụ làm đẹp. Đặc biệt công nghệ laser YAC và Nanoline 5G Plus đã mang lại sự hài lòng cho rất nhiều chị em phụ nữ và khách hàng nổi tiếng khi trải nghiệm dịch vụ trị nám công nghệ cao tại đây. Do thường xuyên phải trang điểm cộng với việc môi trường bị ô nhiễm khói bụi nên làn da của Diệu Hương ngày một xấu đi. Sau khi được bạn bè giới thiệu, Diệu Hương đã đến với Bích Nguyệt Luxury số 7C Lê Đại Hành, Hà Nội. Diệu Hương đã được các chuyên gia tư vấn trực tiếp và giới thiệu phương pháp trị tàn nhang bằng phương pháp công nghệ cao. Diệu Hương hoàn toàn bất ngờ về kết quả đạt được. Quý vị và các bạn thấy đấy, làn da của Diệu Hương đã hoàn toàn biến mất những nốt tàn nhang, làn da trở lại trắng sáng mịn hơn rất nhiều. Một lần nữa xin được cảm ơn Bích Nguyệt Luxury. Công nghệ laser YAC là công nghệ đặc trị các đốm nám, tàn nhang đậm màu. Laser YAC sử dụng cùng lúc hai bức sóng cường độ cao, tác động trực tiếp vào các sắc tố đậm màu trên bề mặt của da. Các đốm nám hấp thu năng lượng và vỡ ra thành vô số hạt li ti được đào thải ra ngoài cơ thể theo cơ chế tự nhiên nhất, mang lại hiệu quả kép tức thì. Các đốm nám bị triệt tiêu hoàn toàn, làn da của bạn sẽ trở nên săn và sáng mịn hơn. Đặc biệt công nghệ Nanoline 5G Plus rất thích hợp với các vùng nám mảng nhờ sự kết hợp của ánh sáng IPL và sóng RF tạo ra ánh sáng tinh lọc đặc biệt, loại bỏ dần các sắc tố nám. Ánh sáng sung mạnh sẽ chiếu trực tiếp vào các hạt sắc tố nám, khiến chúng bị văng ra khỏi lớp biểu bì, rồi bong dần bởi quá trình trao đổi tự thân, khiến cho chúng không thể phát triển trở lại. Chỉ cần một liệu trình điều trị ngắn hạn, đơn giản và hiệu quả, hai công nghệ trị nám tại thẩm mỹ công nghệ cao Bích Nguyệt sẽ giúp bạn nhanh chóng loại bỏ những vết nám cứng đầu, mang lại vẻ đẹp trẻ trung, tươi sáng cho làn da của bạn. Kỷ niệm tròn 8 năm sinh nhật, Trung tâm thẩm mỹ công nghệ cao Bích Nguyệt tri ân khách hàng, giảm giá từ 10 tới 50% cho tất cả các dịch vụ. Vân Anh hy vọng rằng qua những thông tin mà chương trình vừa chia sẻ vừa rồi, quý vị và các bạn sẽ có thêm một địa chỉ mới trong việc chăm sóc sức khỏe cũng như làm đẹp cho bản thân và gia đình mình. Xin kính chúc quý vị và các bạn sẽ luôn trẻ đẹp và thành công hơn trong cuộc sống. Trung tâm thẩm mỹ công nghệ cao Bích Nguyệt, địa chỉ 1, Bích Nguyệt Spa, 57 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. Địa chỉ 2, Bích Nguyệt Luxury, số 7C Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0936 415454.